Xin chào mọi người, lại là Yến Quỳnh đây. Chúng ta lại gặp nhau ở tập mới rồi. Và tập ngày hôm nay là 458. Quỳnh tiếp tục chia sẻ cho mọi người nghe những mẫu chuyện tâm linh có thật. Nếu mọi người muốn chia sẻ những câu chuyện của mọi người đến cho Quỳnh á, thì mọi người gửi qua hai đường liên kết nha. Đầu tiên là qua Gmail nguyenthiyenquynh01a@gmail.com hoặc là fanpage Facebook yquỳnh23. Quỳnh cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và những câu chuyện mà ngày hôm nay Quỳnh kể là do khán giả tin tưởng gửi về cho Quỳnh. Nó không có mục đích công kích một cá nhân hay là một tổ chức nào khác. Mong các bạn nghe nó mang tính khách quan và giải trí. Và mở đầu cái tập truyện ngày hôm nay á, là một câu chuyện kể về một bạn nữ chết đi, sống lại. Cái chủ đề tâm linh chết đi, sống lại. Hồi đó đến giờ Quỳnh và mọi người đã nghe rất là nhiều trên các nền tảng xã hội. Ví dụ như là Facebook ha, YouTube ha, TikTok ha. Mình coi bài đọc, mình coi video luôn. Nhưng mà mình đặt ra một câu hỏi là trời ơi, nó có thiệt hay không? Hay là người ta làm ra đó, người ta câu view, người ta kiếm tiền, hoặc là có những người ác hơn nữa là giả chết để lấy tiền từ thiện. Nhưng mà với câu chuyện ngày hôm nay Quỳnh chia sẻ đến mọi người do bạn nữ gửi về cho Quỳnh á, thì nó có thật 100%, mới xảy ra cách đây 2 tuần thôi. Và bạn nữ này xin phép giấu tên bạn cũng như tất cả nhân vật trong câu chuyện, địa điểm trong câu chuyện để bảo mật thông tin. Tại vì thật sự câu chuyện này có nhiều người biết lắm, tại nó kỳ diệu. Nhưng mà có một số YouTuber hoặc là người nổi tiếng, người ta hay những cái tin kỳ bí như vậy á, người ta sẽ đến làm phiền gia đình của bạn này. Mà gia đình bạn này thì không có muốn. Nghe qua thì có nhiều người không có tin, có khi họ thích nghe chuyện tâm linh tại vì nó để giải trí thôi. Thì câu chuyện này của một bạn tên là Bí chia sẻ về cho Quỳnh. Mọi người hình dung Bí là học sinh cấp 3, học lớp 12 nha. Thì Bí nói là Bí có một người bạn rất là thân, tên là Linh Chi. Linh Chi và Bí gắn bó với nhau nhiều năm rồi, nên là bộc bạch và tâm sự cho nhau nghe từ những cái chuyện ngoài lề đến trong lòng. Từ chuyện gia đình, tình yêu cũng kể cho nhau nghe nữa. Cái đợt đó Linh Chi nó nói, ôi nó đang yêu. Thì Bí tò mò hỏi, ơi yêu ai, lâu chưa? Thì Linh Chi mới nói là, ôi lâu rồi, tìm hiểu lâu rồi. Thì chị đó với Linh Chi là yêu xa. Mọi người nghĩ là yêu cách nhau khoảng 40 cây số đi. Chị đó tên là Chu, cứ cuối tuần hoặc là có thời gian rảnh, chị đó sẽ chạy lên chơi với Linh Chi nửa ngày đến một ngày, xong rồi chạy về nhà của mình. Hai người yêu xa nhưng lúc nào cũng dành thời gian hoặc là những cái điều lãng mạn nhỏ nhặt cho nhau. Từ khi biết Linh Chi đang trong một mối quan hệ yêu đương á, thì thấy khuôn mặt của nó lúc nào cũng hạnh phúc, kiểu nó tươi tắn á, nó vui vẻ, nó giỡn người này, nó hớt người kia, ở trong lớp là thường xuyên nói chuyện. Thì thấy yêu vậy cũng được, thấy yêu đời lắm luôn rồi. Cái hai người yêu nhau á, thì hai bên gia đình á, người ta ủng hộ. Đến mức mà Linh Chi xuống nhà chị Chu chơi, rồi gia đình, rồi chị gái của chị Chu xem Linh Chi giống như em ruột ở trong nhà luôn. Cứ nghĩ là chuyện đó sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng cái đợt vừa rồi, hôm 21, tự nhiên mặt Linh Chi nó ủ rũ, nó buồn dữ lắm. Con mắt nó sưng lên, nó đỏ nữa. Thì bạn nghĩ trời ơi, gia đình bị gì hả? Bạn mới lại gần bạn hỏi, nhưng mà Linh Chi nó không có bộc bạch ra. Đến hôm 22 á, thấy nó càng xuống sắc hơn thì bạn mới lại hỏi. Nó nói cho bạn nghe là chị Chu mất rồi. Lúc đó bạn bị ngớ người á, ù tai luôn á, bạn không tin đó là sự thật. Bạn hỏi sao vậy thì Linh Chi bảo á, chị Chu bị tai nạn giao thông. Linh Chi mới nói có vài câu thôi là nước mắt bắt đầu rơi xuống, rồi mắt đỏ lên, giọng run nữa. Thì bạn mới nhẹ giọng lại, bạn hỏi sao vậy, có chuyện gì vậy? Linh Chi bắt đầu bộc bạch ra và kể. Tự dưng cái hôm 19 tháng 9, chị Chu nhắn tin cho Linh Chi á, đang nói chuyện bình thường đi, rồi đưa vô một cái chủ đề là nếu mà chị chết thì em có xuống để chơi với chị hay không. Thì Linh Chi mới chửi chị Chu là bị khùng hả, chị ăn nói gì vậy. Xong rồi á, chị Chu lại đậm thêm một câu nữa là nếu mà chị bị tai nạn giao thông chị chết á, em có xuống không. Bắt đầu là Linh Chi chửi cho một chặn luôn, chị ăn nói tào lao. Chị nghĩ sao mà chị nói vậy vậy? Khi nào mà em rảnh có thời gian em sẽ xuống chơi với chị liền. Chị đừng có nói như vậy mà, đừng có nói xui nói gũi, vừa mới qua tháng 7 thôi. Thì chửi một chặng vậy xong ha, liền chị Chu á, bà làm dịu Linh Chi xuống. Thì Linh Chi lúc này nghĩ là trời, chắc là chị Chu á chọc Linh Chi thôi. Nhưng mà rồi đó giống như một lời tiên đoán, giống như là chị Chu bà biết được à, bà sắp mất. Cái hôm mà 20 tháng 9 nè, thì bữa đó là chị Chu á, trưa 11h30, 12h, bà có nhờ một người bạn tên là L chở bà đi công chuyện. Thì đang đi trên đường, hai người 11, 12 giờ trưa mà, mọi người người ta đã nghỉ ngơi, người ta đã ngủ hết rồi. Thì lúc đó là hai người chạy tàn tàn, dạng tán ngẫu với nhau. Một chiếc xe máy nó chạy ngược chiều, mà nó chạy với tốc độ rất là nhanh. Không biết có phải là người ta ỷ y là đoạn đường nó vắng
hoặc là một thanh niên thích tốc độ mà điều khiển cái xe máy đó hay không. Cái xe máy đó chạy ngược chiều nha, xong rồi nó mất tay lái, nó đụng vô xe của chị Chu á, một cái gầm. Hàng xóm, những người mà ở gần khu vực đó, người ta nghe âm thanh lớn quá, người ta mới chạy ra. Lúc người ta chạy ra thì đập vô mắt người ta là khung cảnh nha, ba người nằm lê liệt ở trên đường, hai chiếc xe máy á, nó vỡ nát luôn. Thế là mọi người lớn mới chạy lại kiểm tra tình hình, thì thấy là ba người đã bất tỉnh, nhưng mà chị Chu thì chảy máu nhiều, nó ướt cái quanh vị trí mà chị Chu nằm luôn. Người ta mới tức tốc là đưa ba người nhập viện. Khi mà nhập viện, chị L không sao hết, nhưng mà chị Chu á, là mất ở ngay phòng cấp cứu. Công an mới điện gia đình lên nhận xác về. Thì cái xác chị Chu đưa về đến nhà nha, là chị gái của chị Chu á, điện cho Linh Chi và nói là chị Chu mất rồi. Lúc mà hay cái tin đó xong là Linh Chi khóc không à, và cảm giác cái đầu mình say sẩm á, không có gì chạy được trong đầu hết, chỉ biết khóc và khóc, nằm trên giường khóc đến chiều tối luôn. Thì sau đó có ra nói với cha mẹ, nó xin cha mẹ cho xuống chỗ của chị Chu, nhưng mà cha mẹ kêu là học sau đó là cuối tuần á hãy xuống, tại vì bây giờ dưới tang sự người ta lu bu lắm, nên là để cuối tuần đi, lúc đó xuống cũng được, mình phụ mình giúp rồi mình viếng sao. Thì bạn Linh Chi cũng nghe lời. Khi mà biết là mình không thể nào xuống ở bên cạnh người yêu mình ở những giây phút cuối cùng được á, thì Linh Chi đã xin lỗi rất nhiều. Xin lỗi nói ra thành lời, thốt ra thành lời và cả trong vô thức nữa. Cái hôm mà ngày 20 chị Chu mất, Linh Chi không thấy chị Chu nha. Đến ngày 21 luôn cũng không thấy luôn. Và nghĩ là có khi nào mà chị Chu không chịu về với Linh Chi không, hay là biết Linh Chi sợ ma mà không chịu về. Thì Linh Chi ở trên đây nè, cứ nhắn tin liên tục cho chị gái của chị Chu để cập nhật tình hình đó. Thì chị gái của chị Chu có kể là cái lúc mà chị Chu bị tông thì văng một đoạn cả trên đường á, nên da thịt tay chân gì nó bị rách, rồi nó bị sưng phồng lên. Theo vào đó là khuôn mặt giống như là hủy hoại gần một nửa cái nhan sắc luôn rồi. Thì càng nghe như vậy á, mình càng đau hơn, càng nhói hơn. Linh Chi có hỏi chị hai là dạ vậy khi nào là đem chị Chu đi chôn. Thì chị hai trả lời là hôm 23 buổi sáng. Lúc này Linh Chi dự tính nha, nếu mà hôm đó xin cha mẹ không cho xuống thì Linh Chi sẽ xuống dưới và trốn ba mẹ, đưa chị Chu đến nơi an nghỉ cuối cùng. Mình muốn ở bên người yêu mình ở những giây phút cuối á. Thì lúc đó dự tính sẵn hết rồi, chỉ đợi đến ngày đó là mình đi xuống thôi. Và những ngày lên lớp thì ngồi lúc nào cũng thẫn thờ hết. Bạn Bí là bạn thấy là ngồi lúc nào cũng thẫn thờ, mặt vô thần. Giáo viên giảng sao giảng mà dưới đây cứ ngồi vậy thôi, ngồi im vậy thôi, không chịu nói chuyện với ai hết, không chịu giỡn, không chịu nói gì luôn. Thì tối hôm 21 bắt đầu là nghe chị hai nhắn tin á. Chị hai nói là chị Chu mới nhập vô người dì trong dòng họ tại đám tang, và hỏi mọi người là chị hai ơi, mọi người ơi, chị không xuống chơi, không xuống thăm em hả? Chị hai có ở đó, chị hai thấy như vậy, chị hai xót quá, chị hai mới nói là ừ, Linh Chi bận học rồi, không có thăm em được. Vậy thôi em xuống dưới em thăm Chi đi, rồi em báo mộng cho Chi hay. Rồi chị Chu nói với gia đình một vài vấn đề nữa, xong rồi xuất ra. Nhưng mà tối hôm đó là chị Chu không có xuống, không vào mộng của Chi nha. Nên Linh Chi mới buồn á, tại sao mà thương dữ lắm mà không có vào mộng được. Cái đến khuya 22 là Chi cũng sửa soạn đồ đạc, là chính là sáng đó, xin cho mẹ em cho đi là trốn đi liền. Thì đột nhiên là chị hai nhắn tin báo rằng á, chị Chu sống lại rồi. Lúc mà hay cái tin đó xong là bạn Chi bạn gợn hết chân da gà luôn. Gợn chân da gà, bạn không có tin vào tai của mình, phải hỏi chị hai là hỏi đi hỏi lại, xong rồi chụp hình của chị Chu cho Chi coi nữa. Thì lúc đó là thấy chị Chu đang ở trong bệnh viện, bắt đầu là hỏi chị hai là chuyện gì đã xảy ra, tại sao chị Chu sống được. Mừng lắm, mừng lắm. Thì chị hai kể là cái hôm buổi sáng 22 nè, tự nhiên có một cô này là lụm da chai ở trong làng chăm sớm, ai cũng biết hết. Mà hồi đó giờ không có hay là cô có khả năng tâm linh. Tự nhiên cổ đang lụm ha, xong cái cổ đi vô thẳng trong cái đám tang. Cổ gặp người thân á, cái cổ nói là ê, con Ngọc Chu nó không có mắt đâu nha, nó chưa có chết đâu á. Thì đến khi mà mở cửa quan hôm nay nè, khoảng buổi chiều á, làm xong cái lễ mở cửa quan là mở cái quan tài ra, con Chu nó sống lại đó. Cổ nói vậy xong á, thì gia đình nghe là rỡn hết chân da gà rồi. Làm sao tin được, bác sĩ đã chẩn đoán là chị Chu mất rồi, tim ngừng đập rồi. Thì lúc đó, lúc mà chuẩn bị đưa chị Chu vô quan tài nha, người thân cũng thấy là chị này bị tím tái cho người. Nhưng mà tại sao có thể sống lại được chứ? Mẹ chị Chu vẫn ôm hy vọng đó, ba chị Chu vẫn ôm hy vọng đó. Nên là chiều hôm đó, 6 giờ sau khi làm cái lễ mở cửa quan á, bắt đầu là mở quan tài. Người lớn trong gia đình lúc này bắt đầu cậy quan tài. Cậy quan tài được rồi, dỡ nắp quan tài ra, người ta bu lại, người ta nhìn vô cái xác của chị Chu.
thì nó có thần sắc, g vào á thì từng thớ da thớ thịt nó ấm. Một số người ta sợ, sợ hiện tượng quỷ nhập tràng, sợ vong mượn xác, nên là người ta tách ra, người ta né né ra, chỉ có người thân của chị Chu là đứng gần lại thôi. Và người ta sờ đến cái vị trí tim á, là tim nó ấm, tim nó còn đập. Thì tức tốc người thân mới đưa chị Chu vô bệnh viện. Vào tới bệnh viện rồi bác sĩ chuẩn đoán là chị Chu còn sự sống. Nhưng mà chị này bị bất tỉnh, đến hôm 23 luôn mới tỉnh. Thì tỉnh xong rồi nói chuyện với người thân, đến sáng 24 á, cầm điện thoại nhắn tin cho bạn Linh Chi này. Và lời ăn tiếng nói, hành động cư xử gì y chang trước kia luôn, không có phải hiện tượng quỷ nhập tràng mà chính là chị Chu trở về. Còn về phần của cô bán ve chai, mọi người rất bất ngờ về khả năng của cô sau cái sự việc này. Gia đình chị Chu có đến và hậu tạ cho cô 10 triệu, không nhận là không nhận nha, phải năn nỉ dữ lắm á, thì cô nhận đúng 3 triệu thôi, không nhận hết số tiền 10 triệu đâu. Thì mọi người thấy là chị Chu bây giờ sống trở lại rất thần kỳ, nhưng thực chất là ở trong nó có vấn đề. Chị này có thể là bị bắt nhầm do là chưa có tới số chết, mà có thể là trùng tên, trùng họ, trùng ngày tháng năm sinh với một người nào đó, rồi bị bắt nhầm đi xuống dưới, rồi xuống dưới xem mà xét sổ xong á, rồi thấy chưa tới số rồi trả về. Thì chị này sẽ rất trân trọng cuộc sống. Thứ hai á, là chị này trao đổi một cái gì đó, nếu mà phản cái lời trao đổi đó, chị và người thân sẽ lãnh rất nhiều hậu quả. Thứ ba là chị này được ông bà cho, ông bà xin cho, thì khi mà sống lại thì chị này phải giúp, là có một cái trách nhiệm rất là cao lớn với xã hội, là phải giúp người đời á. Có một số trường hợp sau khi mất đi sống lại thì cái người đó có khả năng trị bệnh, thì có thể là chữa thuốc nam, mời thuốc bắc, hoặc có khả năng là liên kết với tâm linh, chữa bệnh bằng cách tâm linh. Rồi có những người là sẽ xây cầu, xây đường, xây chùa. Có những người đi tu. Chung quy lại nha, đều là có ích cho đời, cho người. Thì không biết là chị Chu sẽ thuộc vào trường hợp nào, tại vì mới đây thôi. Thì không biết mọi người có cảm nhận như thế nào sau khi nghe câu chuyện này ha. Nếu được hãy chia sẻ với Quỳnh ở phía dưới. Ở câu chuyện tiếp theo thì kể về bạn này đi coi bói, thì phát hiện ra mình bị duyên âm. Mà không phải là một duyên nữa, mà tận 3 duyên. Câu chuyện này Mỹ Linh chia sẻ về cho Quỳnh. Đây là bạn nữ gửi câu chuyện mà gia đình của bạn mua chiếc xe hơi thanh lý và sau đó là có vong ở trong chiếc xe hơi đó. Thì đợt mà gia đình bán chiếc xe là không còn vong ở trong nhà nữa. Bạn nói là vào năm 2020 thì mẹ và bạn có đi xem bói. Lúc mà xem cho mẹ xong rồi tới xem cho bạn, thầy bói có nói là bạn có căn và hiện tại ngay thời điểm đó có 3 vong đang theo bạn mà theo kiểu duyên âm. Người ta rất là thích bạn tại bạn là con gái mới lớn. Và thầy nói luôn á là bạn biết có người ta, mà tại sao bạn vẫn không tin là người ta theo bạn. Thì bạn có chia sẻ với thầy là thật sự là có ngờ ngợ thôi chứ không tin 100%. Trước đó, trước khi mà đi xem thầy thì bạn mơ là bạn đi chơi đi ăn với 2-3 chàng trai, ngoại hình và vóc dáng khác nhau. Bạn còn nhớ rõ khoảng thời gian trước á, và một lần bạn bị sốt, sốt cao, do đó người của bạn nó nóng hừng hực giống như một cái núi lửa. Và mỗi lần mà ngồi dậy thì đầu nó quay mòng mòng rất là nhức và ê. Người thì giống như không có sức sống, không có đi được, nên bạn nằm ở trên giường như vậy. Lúc bạn nằm thì xoay cái hướng là hướng cửa ra vào. Đang nằm tự nhiên nghe mở cửa cái cạch. Bạn mở mắt ra bạn nhìn thì mờ mờ thôi, thấy là có một người bước vào, dáng con trai nha. Người này bước vào trên tay cầm một bịch thuốc, đến gần cái giường của bạn, ngồi kế bên bạn luôn. Người đó đưa tay sờ lên trán của bạn, sờ lên mặt của bạn, coi là dạng có nóng hay không, có sốt hay không. Và bạn cảm nhận là thịt người ta chạm vào người của mình á, ôi da mát lạnh, nghe được cái mùi hương nữa. Sau đó người ta chăm sóc bạn, đắp mền lên cho bạn. Rồi khi bạn mở mắt ra một lần nữa thì trời đã sập tối rồi, mà bạn thấy trong phòng không có ai, cũng không còn thấy cái bịch thuốc mà hồi chiều chàng trai đó cầm trên tay. Bạn mới ngồi dậy và xuống hỏi cha mẹ. Cha mẹ nói là hôm nay không có bạn bè nào đến thăm bạn cả. Bạn ngờ ngợ rồi ha. Thì những ngày sau đó cố nhớ lại những cái vóc dáng, lời nói, mùi hương của chàng trai đó. Nó chỉ bị che mờ bởi một cái lớp, không phải là lớp xương mà dạng như mình xem video ở trên YouTube, cái nó bị che mấy cái logo á, nó mờ câm như vậy. Không biết sao nó cứ mờ câm thôi, không nhớ được luôn. Bỏ qua chuyện đó, cho qua khoảng thêm 3 tháng nữa, không thấy nha, trong 3 tháng đó là không thấy. Đến cái tháng thứ 4, ngủ thì thấy cái người đó quay trở lại, nhưng với cái vóc dáng, với cái ngoại hình được trau chuốt hơn, rất là đẹp, gọi là cực đẹp luôn. Và bạn với người đó yêu nhau. Nói thiệt nha,
Bạn nói là cái lúc bạn hôn người đó thì ngoài cái việc mà bạn cảm giác cái hơi ấm ra, bạn còn cảm nhận được vị của nụ hôn nữa. Nghe nó hơi thô thiệt, nhưng mà thực chất là bạn còn cảm nhận được mùi hương thoang thoảng giống như người đó xài nước hoa. Rồi có một cái giấc mơ là thấy là đẻ con cho người ta. Không biết là đẻ con được 7 tháng hay là đã có bầu được 7 tháng. Nhưng mà từ giấc mơ đó, sau 2 tháng không thấy gì nữa. Do bạn học hoặc là làm quá nhiều, có thể là như vậy. Nhưng mà gần đây đi xem thầy, thầy nói là à, bạn có căn, nhưng mà cái duyên âm theo bạn á là hai vong bỏ đi rồi, chỉ còn một vong thôi. Mặc dù là bạn không có cắt, không có làm lễ gì hết, hai vong đó tự động đi. Thì cái vong còn lại này á, khi xem xong nha, xem buổi sáng thôi, buổi tối lại thấy cái người ta về trong mộng của bạn. Người ta và bạn sống chung với nhau. Rồi có một lần bạn thấy là người ta đầu quan hệ tình dục với bạn, nhưng mà lúc đầu bạn chịu, nhưng mà sau đó thì bạn một mực đẩy người ta ra, bạn không chịu nữa. Cái người đó là nắm tay nắm chân dằn bạn xuống, dạng giống như muốn hiếp gì đó, là bạn giật mình, bạn thức giấc. Mà thức giấc rồi bạn còn sợ đến tột độ, hơi thở gấp và mồ hôi túa ra. Khoảng thời gian gần đây bạn không có mơ thấy ai nữa. Thì bạn sợ cái nguồn năng lượng mà chàng trai bạn mơ cuối cùng này nè, cái người đó cho bạn thấy là trời rất là ham muốn tình dục, rất là thô bạo. Sợ lắm. Sắp tới mẹ có đi xem bói, bạn sẽ đi theo mẹ. Và Quỳnh mong là bạn sẽ tiếp tục cập nhật tình hình cho Quỳnh, để Quỳnh chia sẻ đến tất cả mọi người. Có lẽ nhiều bạn cũng rơi vào trường hợp giống như bạn. Thì người ta theo, người ta chỉ cho thấy trong mơ thôi, chứ không có dọa nạt ghê gớm hoặc là đòi bắt đi. Câu chuyện thứ ba ngày hôm nay á, sẽ nói về một người con trai, cho dù nhẹ vía nhưng mà vì tình yêu vẫn hy sinh nha. Câu chuyện này của bạn Nguyên chia sẻ về cho Quỳnh. Bạn nói rằng thì dạo trước bạn có làm một công việc là từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối. Thì từ chỗ làm đến nhà của bạn khoảng 15 phút. Sau đó thì bạn biết yêu. Bạn quen một cô bạn gái, Quỳnh gọi là A, cách nhà bạn khoảng 1 tiếng đồng hồ chạy xe. Và từ khi yêu xong thì bạn sẽ dành thời gian cho bạn gái sau khi làm, là chạy từ chỗ làm đến chỗ hẹn gần gần khu vực nhà bạn gái ở là 1 tiếng. Sau đó bạn chở bạn gái đi chơi, dành 1 đến 2 tiếng bên cạnh bạn gái. Rồi đến 12 giờ đêm xong ha, bạn chở bạn gái về nhà. Sau đó thì bạn mới quay về nhà của bạn. Đều đặn mỗi ngày như vậy luôn. Lúc mới yêu, tình yêu nó đẹp biết bao nhiêu. Thì yêu nhau đến một cái giai đoạn nha, hai đứa thường xuyên có những cái tranh luận nhỏ. Xong rồi từ từ nó to ra. Đợt đó là mâu thuẫn nó lớn lắm rồi. Cái bạn có hẹn là thôi, hôm nay là anh 11 giờ xong công việc thì mình ra chỗ cầu sông Hàn ở Đà Nẵng đó, rồi nói chuyện với nhau. Đến ngày hẹn 1 giờ bạn đã có mặt ở chỗ cầu sông Hàn. Và lúc đó rất đông người qua lại luôn. Cái cầu đó thì khuya giống như một cái nơi tụ tập của giới trẻ. Thì bạn và bạn gái có đứng chỗ sát thành cầu nói chuyện. Rồi nói chuyện một hơi, ba mặt một lời cũng hiểu rõ vấn đề là hai đứa làm hòa với nhau. Bạn đang nói chuyện vui vẻ với bạn gái, đột nhiên cái bạn bị mệt á, bạn say sẩm, sau đó bạn ngất, cái bạn ngã cái đầu vô vai của bạn gái. Thì bạn gái cứ nghĩ là bạn mệt quá nên bạn dựa thôi. Nhưng mà sau đó chưa tới 10 giây nữa là bạn bật dậy. Bạn nói một giọng con nít: "Ba ơi, ba ơi." Bạn hét lên, bạn la lên như vậy. Thì lúc này bạn gái ngờ ngợ là bạn bị vong dựa. Bạn gái rất là hoảng nha. Thì bạn gái có quay qua nói chuyện với cái vong ở trong người bạn. Lúc đó là bạn biết bạn làm gì luôn, bạn biết bạn nói gì luôn, nhưng mà bạn không kiểm soát được. Bạn thấy là A vang, A xin cái vong trong người của bạn. Mà xin cỡ nào, vang cỡ nào, cái vong đó cũng không chịu thoát xác ra. Thì lúc này á, A bí đường rồi, bắt đầu nghỉ. Ngồi im nghỉ hơi mới: "Thôi đi chơi thôi, đi chơi thôi." Thì cái vong con nít ở trong người bạn Nguyên rất là vui, háo hức dữ lắm. A đi ra tới xe nha, là bạn Nguyên lẻo đẻo chạy theo sau. Leo lên xe của A, A ồn một phát chạy tới cái miếu gần cây cầu. Rồi miếu vẫn còn sáng đèn là dẫn Nguyên vô thẳng trong miếu luôn. Vô miếu rồi nha, thì bạn A bạn chắp tay bạn xin nữa. Nhưng mà lúc này trong người của Nguyên không còn vong con nít, mà đó là vong người lớn. Xin cũng không chịu ra, và làm những hành động ví dụ như là lộn mèo và quơ tay quơ chân, đập tay đập chân rất mạnh. A mới cầm điện thoại điện cho bạn của mình, là một bạn nam, và nói là: "Ê mày ơi, trễ rồi, tao về với mẹ tao, nhưng mà hiện tại bạn trai của tao bị vong nhập, mày cho bạn trai tao ngủ bên phòng mày được không?" Bạn của A chịu giúp. Sau đó là A kêu: "Thôi đi chỗ này chơi không, chỗ này vui lắm nè, thấy cũng thoáng mát có nhiều người." Thì lúc này Nguyên á chịu đi, leo lên xe của A, A ủn một phát tới nhà trọ của bạn nam kia. Vào trong phòng trọ là gồm 5 người con trai, mà phòng trọ rất là rộng nha. Khi Nguyên bước vào á thì dành riêng một cái niệm cho Nguyên. Năm bạn trai kia lùa qua một bên. Sau đó là A kêu là: "Mày giúp tao nha." Xong rồi A đi về. Thì tối hôm đó là Nguyên nằm ở trên giường một xíu đâu khoảng nửa tiếng rồi là tỉnh rồi, là ngồi dậy nói chuyện với năm bạn nam kia. Nhưng mà
Một lát thôi là bị dựa tiếp, bắt đầu co giật mà giãy lên đành đành đạch trên niệm. Năm bạn nam kia sợ quá đi, mới cầm điện thoại ra quay. Sau đó thì hết giật, nằm ở đó, cái bắt đầu ngồi lên và bật dậy, bẻ khớp giống như rạc 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 vậy đó. Và hành mấy bạn nam đó là từ 2 giờ sáng đến 5 giờ sáng luôn thì mới chịu nằm xuống và đi ngủ. Đến sáng bạn thức dậy thì mấy bạn nam kia có cho bạn coi video clip hôm tối qua mấy bạn đó quay. Thì mở lên xem là bạn còn sợ chính bạn nữa. Cái vong trong người bạn nó bẻ khớp á, bạn tưởng là trời ơi tay chân của bạn sắp gớt xuống dưới không à. Thì sau đó cũng cảm ơn người ta đã giúp mình. Rồi bắn đi một khoảng thời gian, không có cái chuyện tâm linh nào nữa. Cách đây vài tháng, lúc đó là bạn A và hai người bạn của bạn nữa là bốn đứa có đi siêu thị chơi. Thì ngồi trong siêu thị ăn uống, có bắt đầu bạn lấy bài tay ra bạn coi cho ba người. Coi cho hai đứa bạn thì suôn sẻ lắm nha. Vừa đụng đến những cái lá bài mà người yêu bạn dở ra thì bạn làm mệt kinh khủng luôn, thở không nổi. Rồi sau đó bạn không nhớ gì nữa. Thì bạn bè kể lại là tự nhiên á, bạn ngồi im, hỏi cái gì cũng không trả lời á, là mọi người biết là bạn bị vong dựa rồi. Có dẫn bạn về, khi ấy khoảng 9 giờ tối, chạy trên một đoạn đường dài, lúc nào bạn cũng giật, hoặc là bạn sẽ bị gùng mình hết. Chạy đến cái ngã ba Huế thì đám bạn của bạn nó chặn xe lại, nó kêu là dừng lại để coi tình hình sao. Vừa dừng lại một cái là bạn đâm thẳng đến cái mương gần đó, bạn đến phóng xuống, mà cái mương giống như cái sông mini vậy đó. Bạn của bạn sợ quá mới chạy lại nắm cái đầu bạn lại. Lúc đó bạn không có chịu nha, bạn cứ đẩy cái người mình xuống cái mương đó, rồi bạn giãy, bạn la, bạn hét. Bạn của bạn nó cho một tát, một cái bóp một cái. Khi mà tát xong là bạn tỉnh lại, bạn hơi tỉnh thôi. Thì lúc này là bạn vẫn leo lên xe, bạn lái tiếp. Hai người bạn kia là kè theo bên bạn luôn. Mà tính của bạn hồi đó đến giờ là mù đường, không hiểu vì sao hôm đó thì bạn nhớ tất cả con đường mà dẫn đến nhà của người bạn của bạn luôn. Bạn là người dẫn đường đến nhà của nó. Thì vừa bước vào nhà của nó thôi, không biết có phải là do có bàn thờ ông bà tổ tiên hay không, nhưng bước vào một cái là bạn tỉnh. Vào nhà của nó, thấy tỉnh rồi á, bạn nằm lên giường là bạn ngủ một mạch đến sáng luôn. Do là tối qua tụi nó sợ bạn sẽ về quậy cha quậy mẹ nên kêu thôi vô nhà nó luôn đi, để có gì tụi nó phòng một cái trường hợp xấu nhất có thể. Gần đây nhất là chuyến đi chơi Đà Nẵng, giữa bạn và bạn gái. Đi chơi đến khoảng 6 giờ chiều, bạn gái kêu thôi mình về. Thì bạn lái xe về, chạy đến một đoạn đường cũng gần nhà bạn thôi. Thì đoạn đường này á, lúc mà bạn chạy gần tới, bạn thấy là có một cái bóng trắng tinh nha, trắng tinh luôn. Và bạn chạy cách người đó khoảng 20 mét đi, thì bạn thấy cái người đó chắc qua đường thôi. Và mình chạy sáng giờ có khi con mắt của mình nó yếu nên nhìn thấy nó mờ mờ, nó trắng tinh như vậy. Chạy càng gần là thấy cái bóng này đi ra đường nha, và bạn chạy xuyên người ta luôn. Và bạn cảm giác ớn lạnh, thì ngờ ngợ ra, trời ơi nãy giờ mình thấy ma, mà mình cứ ngỡ là thấy người. Đem cái chuyện này hôm sau kể cho mẹ nghe, mẹ có nói cho bạn hay á, hồi đợt trước mẹ với dì của bạn đi cái đoạn đường đó cũng thấy người này nữa. Mẹ nói rằng không phải chứng kiến người ta bằng mắt, mà là cái đợt đó mẹ với dì chạy xe ngang đó, xe nó bị chết máy. Thì mẹ với dì có nhìn xung quanh thấy là hình như có người đang xây mã mồ. Mà cái khu vực này hồi đó giờ không có ai mà xây mã mồ ở đây cả, một mình người này nằm thôi, chắc có thể là người này rồi. Lúc mà mẹ với dì là hư xe nha, xong rồi xuống dắt xe, dắt qua cái đoạn đường đó, đề xe cái nó lên, chạy một mặt về nhà luôn. Bạn nói là sau này thì bạn với bạn gái không có quen nhau nữa. Và từ khi không quen bạn gái là bạn ít gặp người âm hơn, và ít trải nghiệm những cái cảm giác bị vong ốp, vong nhập hơn. Không biết là bạn gái có người thân theo độ hay không, hay là duyên âm hay không, nhưng mà nhiều lúc mà bạn tiếp xúc với bạn gái thì bạn sẽ cảm giác rất là mệt. Thì sau này chia tay xong thì ít gặp hơn, ít đi đêm hơn á, bạn cũng không có thấy vong nhiều. Nhưng mà có thấy thì bạn thường rơi vào cái biểu hiện đó là làm ngơ người ta. Hồi xưa thì bạn có đi coi bói bài tay cho người ta, do bạn có trường năng lượng và nhạy cảm với người âm á, coi khá là đúng. Nhưng mà do dạo này tính chất công việc bận quá, bạn không coi nữa. Sẽ có nhiều trường hợp bạn này coi xong bạn này sẽ rất là tốn năng lượng, có thể là ớn vài hôm sau á thì mới coi tiếp tục được nữa, dạng như hợp người á. Và bạn nói là khi mà bạn linh cảm là sắp có người mất á, có khi bạn dự đoán được cái người nào sắp mất luôn. Mà cái này á, là bẩm sinh đã có rồi chứ không phải là bạn luyện gì hết. Khá là kỳ diệu. Và tiếp nối tập truyện ngày hôm nay là câu chuyện thứ tư, kể về quỷ nữ giữ vuông đất. Rất là dữ nha, tao không cho mày vào đây, cũng không cho mày đi về luôn. Câu chuyện này của bạn Linh Thủy chia sẻ về cho Quỳnh. Bạn nói rằng thì bạn sống ở vùng quê nước mặn. Gần nhà bạn thì là có vuông nè, rồi có ruộng nè. Cách nhà bạn khoảng 10 bước chân là có một căn nhà hoang. Nó được bỏ hoang lâu năm rồi, nhưng mà trước đó thì có người ở. Tại vì người ta đi tha phương, người ta đi làm ăn ở tỉnh này tỉnh kia, nên người ta bỏ trống ở đó.
người ta dỡ bỏ căn nhà này là dỡ hai bên vách và cái nóc nhà thôi, người ta vẫn để cái khung nhà lại. Thì trong gia đình của bạn là có hai thằng nhóc, một thằng 9 tuổi, một thằng 10 tuổi. Hai thằng này nó giỏi dữ lắm nha, nó còn nhỏ nhưng mà nó thích đi xoa ba khía bán để kiếm tiền. Nó đã làm công việc này khoảng 1-2 năm trời rồi. Thì gần đây á, nó có đổi cái khu vực mà nó đi xoa ba khía, đợt đó mưa lên. Nó đi qua chỗ cái phía căn nhà hoang đó đó, sát căn nhà hoang là có một cái vuông. Thì hai nhóc này á, nó đi soi vào lúc 8-9 giờ tối. Hai đứa đeo trên đầu một cái đèn pin. Thì hai anh em nó chia ra giống như có cái vuông đi, thì đứa bên phải, đứa bên trái. Lúc mới đi soi là hai anh em đi chung đường, mà bắt bên đây ra khoảng 15 phút đó là thấy nhiều bác khí quá, nên tách ra đứa bên phải, đứa bên trái đi, có khi thu hoạch gấp đôi. Thì khi tách ra rồi, bắt đầu mò người soi được khoảng 10 phút, tự nhiên thằng em nó la lên: "A, à, thằng anh bên đây á, giật mình hỏi gì vậy về? Về à, gì vậy về?" La với hỏi cỡ nào thằng em nó cũng không trả lời. Bắt đầu đi tìm thằng em thì thấy là nó đứng bên kia, mà nó đứng bất động một chỗ. Thằng anh mới bắt đầu chạy một vòng qua vậy nè, chạy tới em trai của mình rồi đứng trước mặt nó, đèn trên đầu soi thẳng vô mặt thằng em luôn. Thì thấy là thằng về mặt nó tái đi, nó xanh đi á, mà nó sợ lắm. Hỏi nó: "Ê, về về về." Bắt đầu sờ vô người nó nha, đánh nó. Mà đánh sao thấy người của nó lạnh tanh nè, gờ hai tay của nó thì hai tay nó cứ ngắt luôn. Bắt đầu kiểu chết 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 chết, cứ nghĩ là em mình bị trúng gió, chết 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 rồi, phải cõng nó về thôi. Thằng anh xoay người qua cõng em của mình, mà cõng hoài không được. Nó cứ ngắt một chỗ thôi, và thấy nặng quá. Mặc dù thằng em có 30kg thôi, và đó giờ thằng anh đã cõng rất nhiều lần, mà sao lần này cõng không được. Khi này thì thằng anh hiểu ra không phải do em mình nặng, người ta không cho mình vô rồi. Bắt đầu nó đứng ở chỗ này nè, đứng trước mặt em của nó nha, nó không dám buông ra luôn. Nó hô lớn lên: "Ngoại ơi ngoại, ngoại ơi thằng V bị gì rồi ngoại ơi, ngoại ơi ngoại." Mà nhà của bạn, nhà của ngoại á, cách hai anh em nó đứng khoảng 15 đến 17 bước chân thôi, mà kêu hoài không thấy bà ngoại ra, cũng không thấy những người hàng xóm gần đó đi ra luôn. Thì nó hiểu ra, à, người ta không cho nghe. Nó đặt hai tay lên vai của em nó nha, và nó cúi người xuống, nó kêu: "Dạ cho hai con xin lỗi, cho hai con xin lỗi, hai con không dám nữa đâu, không cho hai tụi con vô, tụi con không dám nữa đâu, cho tụi con xin lỗi." Nó đứng nó nhẩm liên tục trong miệng như vậy, cho đến khi mà tay chân của em nó mềm lại rồi, mắt của em nó chớp được rồi á, nó quay người qua, nó cõng em nó về thôi. Nó bỏ tất cả mọi thứ ở đó, chạy một mạch vô nhà nha, rồi vào tới trong nhà bà ngoại, ngồi nhà trước luôn. Thấy hai anh em nhảy mồ hôi hết, hỏi chuyện gì vậy. Ngoại mới nhìn qua thằng V là thấy thằng V nó sợ, mặt nó hốt hoảng lắm, nó run cầm cập như nào mà nó không nói lời nào hết. Hỏi thằng anh á thì anh kể lại cho nghe, và nó hỏi bà ngoại: "Hồi nãy đến giờ con kêu bà ngoại nhiều lắm luôn, sao bà ngoại không nghe con?" Ngoại nói: "Con ngồi ở đây từ hôm chiều tới giờ, có nghe ai kêu gì đâu." Ngoại biết rồi, ngoại kêu: "Thôi, đi ra đằng sau tắm rửa xong á, ra trước chỗ bàn thờ nè, đốt nhang đi, mai ngoại hỏi chuyện." Thì thằng anh đi, thằng em ở lại. Xong rồi bà ngoại kêu: "Có chuyện gì, có sao không?" Mà hỏi câu nào nó cũng không trả lời nha, nó cứ run cầm cập vậy nè, nó không dám nhìn thẳng vô mắt bà ngoại luôn. Sáng hôm sau á, bà ngoại mới kêu thằng V đó, thằng nhỏ đó, hỏi là: "Tối qua có chuyện gì vậy con? Con kể cho ngoại nghe đi." Thì nó mới kể là hôm qua nó đi soi ếch với anh trai nó, mà soi chỗ cái vuông đó, hai anh em đi chung không sao hết nha. Đến khi tách ra thì nó soi một hơi á, có cục đá chọi vô mắt cá nó đau quá đi. Nó mới ngước lên nó coi đứa nào mắt chạy vậy, đứa nào chọi nó. Thì vừa ngước lên một cái là nó thấy cách nó khoảng 2-3 bước chân thôi, có một bà này mập mà nhìn hung dữ lắm nha, bà đi ra. Mà nó thấy bà ghê lắm, tại vì bà có hai cái răng nhọn hoắt à. Bà nhìn nó, bà cười. Và bà càng cười ra thì răng ở phía trong đây nè nó chĩa ra nữa, là bốn cây nhọn hoắt luôn. Và bà nói với nó: "Tao có cho hai đứa bay vô đây mà soi ớt không? Tại sao hai đứa bay vô đây? Không xin phép. Tao không cho tụi bay vô đây và cũng không cho tụi bay đi ra luôn." Rồi thấy bà từ từ tiến lại gần nó, mà nó không chạy được nha. Bà lại gần xong bà lấy cái tay bà gầy nó xuống, là nó không nhúc nhích cục kịch, không nói không năng gì được luôn. Nó thấy anh hai đứng trước mặt nó, kêu nó không có cử động được, nó cũng không trả lời được. Thì đến khi anh hai xin lỗi á, bà mới thả nó ra. Thả nó ra xong là anh hai cõng nó về đó. Ngoại nghe xong ngoại biết là à, cháu mình sai, cháu mình vô đắc người ta, cháu mình không xin. Do đó là có ra chợ làm mâm cơm lớn, bưng qua cái vuông đó đó, người cúng cho người ta. Thì từ khi cúng xong là may mắn là hai nhỏ nên nó không bị gì, và nó đổi cái vị trí, không có đi soi ếch tại cái vuông đó nữa. Thì có thể hiểu là bà này bà cũng hiền á, nó xin rồi bà tha, rồi gia đình cúng cái là xong. Và
Và cái chủ mà mảnh đất nhà hoang với chủ mảnh đất vuông là một chủ. Hỏi về nguồn gốc của cái bà đó thì bà ngoại cũng không nói nhiều đâu, ngoại cũng không biết, có thể là ông bà tổ tiên hồi xưa của hai mảnh đất này á. Kể chuyện xong thì chung quy lại thấy cái bà này cũng hiền. Rồi trước khi mà bà làm gì thằng em á, bà cho thằng anh biết, bà giấu thằng em thì thằng anh cũng không biết đâu, thì đang lo soi ếch mà soi cả mấy tiếng sau luôn, có khi cũng không biết nữa mà bà không giấu, bà chỉ cho thấy hiện tượng rõ như vậy thôi. Và anh em sợ không dám vô nữa, có khi bà đang cảnh cáo một cái gì đó ghê hơn sẽ xảy ra với anh em. Từ đó về sau là tới bây giờ luôn, đâu có xảy ra hiện tượng gì nữa đâu. Và thằng nhóc nhỏ này nè, nó nhẹ vía lắm mọi người, trước đó nó cũng trải qua nhiều hiện tượng tâm linh rồi. Và mong là sau khi bạn nghe tập truyện này xong, bạn muốn chia sẻ thêm á, có thể gửi cho Quỳnh, Quỳnh kể cho mọi người nghe. Giờ thì Quỳnh xin phép dừng câu chuyện tại đây, và cảm ơn bốn bạn đã chia sẻ những câu chuyện tâm linh của mấy bạn cho Quỳnh, để Quỳnh kể cho khán giả. Giờ thì Quỳnh chúc mọi người nha, và nếu mọi người nghe chuyện buổi sáng, Quỳnh chúc mọi người có một khởi đầu suôn sẻ. Buổi trưa thì chúc mọi người ăn cơm ngon miệng, à dùng bữa ngon miệng. Buổi chiều thì mát mẻ, buổi tối thì chúc mọi người ngon giấc, một mạnh đến sáng. Bye bye, hẹn gặp vào tập sau.